Miss Universe đại chiến, Ngọc Châu làm được điều không tưởng, CON để lộ cái tên được chọn cho Vương Miện. Chỉ còn vài ngày nữa, Thế vận hội nhan sắc Miss Universe 2022 sẽ chính thức khởi tranh. Lúc này, các cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu chạy nước rút và sẵn sàng đổ về xứ sở cờ hoa để khoe sắc. Trong khi các thí sinh đang nỗ lực hết mình vì chiếc vương miện Force for Good, thì bà chủ Anne Zakrajutatip lại thẳng thắn chia sẻ trên truyền thông rằng Miss Universe không có Colombia như Shakira không hát bài La Bicicleta. Như thế, đại diện nước này rất có trọng lượng trong mắt ban tổ chức. Sức nặng của Sắc Colombia được chứng minh qua thành tích những cô gái đến từ quốc gia này đạt được các năm qua ở Hoa hậu Hoàng Vũ, liên tục lọt top 5 và nhiều lần suýt đăng quang ngôi vị cao nhất. Năm nay, người mang trọng trách duy trì thương hiệu này của Colombia chính là Maria Fernanda, mỹ nhân sinh năm 1997, sở hữu mái tóc vàng ống ả và nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Maria Fernanda từng đăng quang Senorita Colombia 2020, lẽ ra cô được quyền tham gia Miss Universe 2020, tuy nhiên do đơn vị bản quyền thay đổi và phút chót nên cô đành lỡ hẹn. Hiện tại những cô gái có mong muốn đến với đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh phải giành chiến thắng cuộc thi trong nước Miss Universe Colombia, đồng nghĩa Senorita Colombia không còn quyền cử thí sinh nữa. Những tượng đã không còn cơ hội nhưng may mắn lại mỉm cười với người đẹp châu Mỹ vì không kịp tổ chức mùa giải mới nên cô được bổ nhiệm trở thành Miss Universe Colombia 2022, danh chính ngôn thuận, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ quê nhà. Ngay sau khi thông tin này được công bố, rất nhiều chuyên trang sắc đẹp uy tín đánh giá cô là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị Miss Universe lần thứ 71. Mỹ nhân Latin là người gốc Tây Ban Nha Pháp, do đó sở hữu vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. Cô tốt nghiệp ngành truyền thông xã hội tại trường đại học Công giáo Luis Amigo. Hiện tại nàng hậu thu hút gần 570.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Trước thềm chinh chiến, Maria Fernanda chia sẻ, tôi sẽ chiến đấu hết mình vì tổ quốc và cũng vì chính bản thân tôi, vì cơ hội trong cuộc đời bạn chỉ có một. Cảm ơn Chúa vì đã trao cho tấm vé này, tấm vé lớn nhất trong cuộc đời tôi. Được biết, mới đây, Phó Tổng thống Colombia Francia Masker và Bộ trưởng Bộ Văn hóa đã gửi lời chúc tới nàng hậu, hy vọng cô sẽ đạt được kết quả thật tốt và mang danh dự lòng kiêu hãnh của người Colombia tới Miss Universe 2022. Mới đây, Miss Universe India 2022 Divita Rai đã lên đường sang Mỹ để nhập cuộc cùng các thí sinh khác tại Miss Universe. Đến với cuộc thi, cô nàng mang theo nhiều áp lực phải đạt được thành tích cao như đương kim Miss Universe Hana Sanhu. Tuy nhiên, có vẻ như Divita Rai đã thua khi xuất hiện với bộ đồ loè loẹt tại sân bay. Theo đó, nàng hậu 24 tuổi đã chọn diện một chiếc váy màu cam được đính lông lộng lẫy. Sẽ không có gì đáng nói nếu cô nàng không mix bộ váy với chiếc quần tất màu cam. Điều này khiến outfit của Divita Rai bị nhận xét là khá lỗi thời và khiến cô bị dìm dáng. Nhiều người cho rằng trang phục này của Divita Rai không thể so sánh với hoa hậu Hana Sanhu. Khi lên đường chinh chiến vào năm ngoái, người rắn đã chọn diện bộ trang phục truyền thống của người Ấn Độ rất nữ tính. Phần chân váy màu vàng đồng giúp cô có được hình ảnh thanh lịch sang trọng. Về phần hình ảnh, Hana Sanhu đã bỏ xa người kế nhiệm Divita Rai. Divita Rai sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1m75. Cô tham gia cuộc thi Miss Diva 2021 và giành ngôi vị Á hậu 2, còn danh hiệu Hoa hậu thuộc về Hana Sanhu. Trong cuộc thi đó, Divita Rai nhận về hàng loạt giải thưởng phụ như Hoa hậu IQ, Hoa hậu phong cách sống và Hoa hậu Sudoku. Ngày 28 tháng 8 năm 2022, cô đã được bổ nhiệm trở thành Miss Universe India 2022 và đại diện Ấn Độ chinh chiến tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh. Đêm 27 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Hoa hậu Ngọc Châu cũng đã có mặt tại New Orleans, Mỹ. Trải qua hành trình bay khá dài, người đẹp Tây Ninh vẫn giữ được vẻ tươi tỉnh rạng rỡ. Ngay sau khi nhận đủ hành lý, Ngọc Châu đã chụp vài tấm hình check-in để cập nhật cho khán giả tại quê nhà. Với outfit năng động cá tính, những bức hình của Ngọc Châu đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của không chỉ khán giả trong nước mà còn đông đảo fan sắc đẹp quốc tế. Đặc biệt, fan sắc đẹp tại Thái Lan đã phải suýt xoa trầm trồ trước nhan sắc của đại diện Việt Nam. Họ cho rằng Ngọc Châu là đại diện nổi bật nhất của khu vực Đông Nam Á và hy vọng cô sẽ được tiến sâu trong cuộc thi.